chào các bạn, mời các bạn hôm nay đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ đi hai bát thì nấu nước uống nha. Các bạn hãy đi theo chân mình nha. Đây, con em vợ mình nó cũng nhát nhát nha các bạn, làm video nó cũng hơi nhát nên mình phụ mình nói các bạn. Đi vô sâu chút xíu kìa, còn quên chui vô lùm. Rồi há đi, đây bếp nhà trồng nha các bạn, em vợ mình nó cũng hiền, nó ít nói các bạn. À, nước bếp nấu có tác dụng gì? Uống thanh nhiệt cơ thể mát rồi, uống rất là tốt cho sức khỏe. Này bếp gì đây, bếp này nó già chưa, mình lột ra thử cho mọi người coi coi. Thì đang còn non, non nấu uống nó mới ngon đúng không? Dạ. Đó đó các bạn ha. Cái này là uống được rồi. Đi rồi mình đi một vòng qua kia thế coi. Đâu đâu cừ lên cho các bạn ơi, thấy các bạn em vợ nói hiền đấy các bạn. Đây là đồng quê các bạn ha, hái thêm mấy cái nữa đi. Dạ. Hái thêm mấy cái nữa đi, cái mấy lựa lựa hái thêm mấy cái nữa về nấu nước bếp uống các bạn. Nhà ở quê nghèo không có gì, trồng ngoài bếp thôi các bạn. Đây được một rổ bếp nha các bạn nha, thấy không? Rất là nhiều ạ. À, em có thường nấu bếp không, nấu nước bếp không? Dạ có anh. Thường thường cứ nấu vài ba bữa mình nấu một lần mình uống một lần đúng không? Các bạn phải rửa bếp sau nha các bạn nha. Nhà có nuôi heo nha các bạn, nó kêu ép ép rồi kìa nha các bạn. Heo bò nhiều luôn.
này mình nấu mình uống vào mùa hè rất tốt nha các bạn. Nó giúp thanh nhiệt cơ thể nè. Cái rau này mình để, cái rau đen này mình để luôn ha. Mình rửa xong rồi, giờ mình sẽ bỏ nước nấu nha các bạn. Ai muốn uống thêm có thể thêm chút muối hoặc thêm chút đường, thêm chút đá cho nó ngon nha. Vô này nha các bạn. Cái này mình nấu giống như luộc bắp thôi chứ không có gì hết. Giờ mình sẽ bỏ thêm chút muối vô uống cho nó ngon nha các bạn. Đó là mình nấu, mình nấu vậy thôi chứ. Nghe là ba mình đang chặt củi nha các bạn, ba mình rất là vui tính ạ. Đó. Cái vậy á. Nó quay lên nó TV mà nó còn bên Mỹ luôn. Mỹ nó đi quay xin nó lại nó làm nó. Nó nhậu xin. Còn ở quê hương mình nó mát mẻ, ở quê hương mình nó mát mẻ đó. Thứ gì thứ cho đi làm gì đâu, chứ về quê hương mình là nó khoái cái chuyện đấy, khoái cái không khí rồi, nó khoái cái chuyện mát mẻ. Ở quê hương nấu cái đất nó chặt cho không gì, nhờ nó xây cái vách đất nó cao quá, cái vách tường nó cao quá, nó cũng đâm ra cái chuyện hầm quốc. Giờ mình nhấn nữa. Thank you.
hệ nhớ chia sẻ video của mình nha. Nha mọi người, mình nấu 20 phút và bát của mình đã sôi rồi. Giờ mình sẽ nhắc nó xuống nha. Xong rồi mình để nó nguội xong mình đổ vô ca nha mọi người. Giờ mình sẽ vớt bát nha mọi người. Cứ 2-3 bữa là mình nấu nước bắp một lần mình uống ạ. Nước bắp rất là trong sạch. Gel của mình sắp hoàn thành rồi, giờ mình uống thử cho mọi người nha. Này uống rất là ngọt, có chút muối nó mặn mặn nữa. Nếu như ai muốn ngọt hơn thì cho thêm đường hoặc thêm đá nữa. Mọi người nên uống thử đi, uống cái này rất là thanh nhiệt cơ thể. Giờ mình sẽ đổ vô ca nha mọi người. Đây là ca nước bắp của mình đã hoàn thành nha mọi người. Mình sẽ bỏ bắp vô nha mọi người, cho nó ngọt à. Đây. Giờ mình sẽ mời má mình uống ly nha. Má mình mời nó uống ly. Chú cảm ơn con sửa sẵn ly nước cho mẹ uống ngon quá. Làm món gì ngon dữ đó con. Nước bắp không má, uống rất là mát à. Cảm ơn. Mình sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Chào mọi người nha. Cái này là mình mới làm video nên có gì mong mọi người thông cảm nha. Mong mọi người like và share video của mình nha.